Đức Như Lai sắp nhập viện, rồi giao phó chúc lễ tất cả pháp, tất cả hết, nhất là diệu pháp Liên Hoa Kinh và trao truyền chánh pháp Nhãn Tạng, trao lại cho ngài Thủy Kiến, cái chúng sanh Thủy Kiến Bồ Tát. Rồi dặn ngài là khi mà Đức Như Lai nhập viện rồi đó, thì ngài Bồ Tát phải nên mời quả tiêu rồi lấy cho Sarira của Đức Như Lai để làm thành 84.000 bình để đựng và 84.000 bảo pháp. Rồi sau đó ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Thủy Kiến Bồ Tát lại đốt cả tay nữa để cúng dường Phật, cúng dường 84.000 bảo pháp và 84.000 bình xá lợi của Đức Phật nhiệt liệt cùng những Đức Bồ Tát. Thì Đức Phật có nói cho ngài Tú Phương Hoa, Bồ Tát mà Nhất Thiết Chúng Sinh Thủy Kiến Bồ Tát ấy không ai khác hơn là Dược Vương Bồ Tát ở phía trước. Dược Vương Bồ Tát sở dĩ mà có thể mà là vua thuốc, có thể mà làm cho tất cả trị bệnh tất cả chúng sinh, làm cho chúng sinh mà sao về hết tất cả mọi tật bệnh và tất cả mọi phiền não, cũng như tất cả mọi tham sân si đố kỵ ganh ghét vân vân, tất cả những cái xấu, tất cả những ác nghiệp, là vì ngài đã từ ngày trước ngài Dược Vương Bồ Tát chính là ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Thủy Kiến Bồ Tát đã thực hành biết bao nhiêu khổ hạnh, cúng dường tam bảo, cúng dường chư Phật bằng cái gì? Bằng tất cả 6 ba la mật của mình. Mà 6 ba la mật đó tức là bố thí, không có bố thí nào lớn hơn bằng bố thí thân mạng mình. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, trì giới đây cũng liên quan tất cả hương thơm mà ngài đã xung ướp trong người, để mà trước khi mà đốt thì cái thân nhục thân này để chuyển hóa nhục thân thành sắc thân. Mà trước khi làm như thế, ngài đã thể hiện, ngài đã thực hiện để chứng được hiện Nhất Thiết sắc thân tam muội, hiện Nhất Thiết sắc thân tam muội. Rồi bố thí trì giới kiên nhẫn, không ai kiên nhẫn hơn Bồ Tát mà Nhất Thiết Chúng Sinh Thủy Kiến Bồ Tát. Chúng ta đã thấy kiên nhẫn của ngài trong bao nhiêu năm trời kéo dài đẳng đẳng, từ kiếp này qua kiếp khác vẫn là tu hành một cách đầy kiên nhẫn, bởi không có gì khó. Rồi tinh tấn, còn thiền định và trí huệ hai cái sau thì chúng ta thấy ngài đã chứng thiền định. Thì khi ngài hóa thân đến vua Tịnh Đức thì ngài cũng ngồi trong tư thế thiền trên tòa sen. Thì cái quan trọng nhất trong 6 ba la mật là tinh, quan trọng tất nhiên đáng lẽ là quan trọng là trí huệ ba la mật, không tính ba la mật là cái quan trọng thứ 6. Thì cái ba la mật thứ 6 đó là một cái kiến, tức là tất cả cái nội dung của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn cái điểm mình cần nhấn mạnh ở trong phẩm Diệu Vương Bồ Tát đây chính là tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng tinh cần, chống lại giải đãi, siêng năng liên tục, tinh chuyên tiến tới siêng, mình có thể dịch thông thường là siêng năng đó, siêng năng tu hành đó. Mà ngài mà Diệu Vương Bồ Tát khi tiền thân của ngài là Nhất Thiết Chúng Sinh Thủy Kiến Bồ Tát thì ngài đã thực hành cái hạnh gọi là đại tinh tấn. Bởi thế mới đến cái câu hồi nãy tôi nói mà trí giả đại sư khi đọc tới cái câu mà thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, đó là cái chân tinh tấn, và chân tấn là chân pháp thì cúng dường Như Lai. Cái đoạn quan trọng bởi bây giờ chúng ta trở lại, khi mà ngài gặp lại quá thân gặp lại vua thì ngài nói đại vương nay nên biết, tức là nói với vua cha đó, tôi kinh hành chống kia tức thời được Nhất Thiết hiện chư thân tam muội,